Vậy nồi tôi đang chơi thì tôi xuất hiện một con Lugia Fusion, tôi vội vàng tôi quay video luôn cho anh em nè. Ê, đồ con này ngồi này mà nó bá cháy luôn. Chết bà, nó không đem lắc rai. Rồi xong. Sao đây? Ơ kìa, đồ nó chơi mình luôn á. Ghê ghê, tôi nên dùng có cái gì đánh cho nó nhẹ nhàng ta. Giờ tôi không đem lắc rai, tôi vội quá lên bay thẳng lên luôn, tôi không đem lắc rai đâu mà. Rồi, có chiêu bước bộ phim nè. Rồi, bà mẹ đó. Hứa 10% máu. Khoan, tôi sẽ thử vận may khi dùng luôn một quả Ultra Ball xem thử đây. Mình bờ giữa biển luôn, vừa. Rồi, dòng này là Iron Leviathan sẽ ra trận. Này là kết hợp giữa con gì đó? Miradon, Miradon hay Coradon? Tôi không rõ lắm là con này kết hợp giữa Miradon hay là Coradon với là Lugia. Hình như là Miradon hả ta? Đúng không? Coradon là con màu đỏ, Miradon là con màu tím đúng không? Đỏ quá, tôi mù, phần này tôi mù nha, nên tôi đều biết á. Lần này tôi mấy con Pokemon từ Gen 8 trở lên là tôi mù. Rồi. Thì có một con Shiny. Có một con Shiny spawn ở bên kia. Không biết Shiny gì à? Ê! Shiny Lapras! Adu! Ồ! Quá nhìn! Hay ấy! Ôi! Ngon nha! Ngon nha! Màu hồng luôn! Vậy là sao có gì màu xanh Shiny nó cũng ra màu hồng vậy ta? Kaiwi nó cũng vậy à? Oh shit! Ui! Quá nó giật! Ui! 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 Giật! Giật! Ui! Quá giật banh sát luôn! Trời ơi! Oh shit! Oh my god! Cứu tôi, cứu anh Lugia ơi. Anh Lugia giải thoát em khỏi cái cơn co giật này anh ơi. Hình như em đứng ở dưới em nhìn lên em nhìn thấy cái gì của anh đó mà nhìn nó sốc quá, bây giờ nó giật rồi. Đâu không? Ghê quá, không biết anh cho em xem cái gì mà ghê quá. Anh ơi, có cái đó vô đi anh ơi, đừng làm em giật nữa anh ơi. Đậu xanh. Ui, hình như là bây giờ NPC nó hơi đông luôn anh em. Anh em nhìn thử rồi mà nhìn sau 1 2 3 4 5 đông dữ vậy. Mà sao mình bắt Pokemon Legendary không mà nhiều người bu coi vậy? Ủa do nó đông hay là do nó bị giật nên là tôi thấy nhiều. Được mà. Hay nhiều khi ở đây có 2 đứa mà nó giật ra 6 đứa là. Hầu như đây tôi nhìn thấy 8 đứa là. Chắc là giật, chắc là do nó giật ra. Công nhận ảo giác ghê quá. Yes. Yes. Fuck yeah. Fuck yeah. Em vui quá nhưng mà tôi đéo hét được. Tôi mà hét bây giờ là phụ huynh tôi ra hốt xác tôi liền. Được mà. Nhưng mà yeah, 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 yeah. Bà mẹ tê chân quá. Tôi bắt nó ở trong game mà ở ngoài tôi tê chân anh em. Cái đậu phòng. Này. Hello chị gái. Chào chị. Rất vui được gặp chị. Đợi mời chị. Trời ơi. Cái này nó bị gì vậy bạn? What the fuck? Ok, thì chúng ta sẽ có quầy cái gì vậy? Được quầy gì đây? Ok, thì chúng ta sẽ có anh bạn Lugia Fusion ở đây. Khoan, ok. Này, đó, ui, cháy. Cháy lên, trời. Banh sát luôn. Rồi, này, cưỡi lên như bình thường luôn. Ngồi má nó gấp mình hay sao vậy? À đù, nhìn vui mày. À, thành ra nó gấp mình. Ê, Shiny, Wishy Washy. Shiny, Wishy Washy. Ơ, đù, từ từ. Cái gì? Bà mẹ nó bị si. Sẽ mất cái PC. Trời ơi. Bro. Hứa. Ok. Đó, Wishy Washy. Em đang xích chờ ngủ chứ ta, tính sau. Rồi xong, ngon lành. Ok. Thì nãy giờ nó cứ liên tục xuất hiện mấy con Pokemon mới để mà tôi bắt á. Cho nên là tôi không có nói được mấy nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Hôm nay á, là tôi dự định là tôi sẽ làm ra một cái rồi là một cái đội hình Pokemon toàn Pokemon Shiny. Nè, coi thử đây. Tôi có một con Wishiwashi này. Một con Araquanid này. Ồ, hình nước hơi nhiều hả? Một con Araquanid Shiny, một con Wishiwashi Shiny. Ồ, sao con Pinsir đây? Pinsir đây. Rồi hình nước. Trong đây hình như hết rồi đúng không? Hình như hết thì hết Shiny rồi. Rồi trong vàng này thì chắc chắn là không có rồi. Rồi bên này không có. Ở đây. Tôi có một con, khoan. Tôi còn phải bỏ mấy con này vô. Rồi Legendary tôi thả vô đây lại nè. Này tôi sẽ cầm con Scarlet này. Cầm con này đi ra nha. Để chú ý là train level cho mấy con Shiny. Đấy đúng rồi. Một con Mimikyu. Ủa chết mẹ, như hệ nước hơi nhiều nha. Mà tôi có 3 con hệ nước luôn à.
ba con hệ nước xe đi luôn. Đủ. Hay á. À, một EV Fusion tại sao để đây nào? Con này hình như nó không tính là Legend. À đây, Muscale đúng rồi. Một con Muscale Shiny, một con Up Knockdown Shiny, một con Graveler Shiny. Hồi đến cho Shiny mình nhiều phết. Mẹ, nhưng mà nếu như vậy thì nó hơi chán ha. Tôi sẽ làm sao để mà có được một cái đội hình mới luôn. Chỉ là những con Shiny mà tôi bắt trong tập này luôn. Đầu tiên là con tôi sẽ làm một cái đội hình gồm những Pokemon Shiny mà tôi bắt trong tập này. Ok. Đầu tiên tôi có WCYC. Rồi, giờ con tiếp theo Phineon. Phineon. Con này vô. Hiện tại mình đang có Phineon với lại WCYC. Ok. Không, tôi nghĩ là nếu mà để cho tăng độ khó lên đó thì tôi sẽ có con này vô luôn. Đó. Hôm nay tôi chỉ được dùng mấy con Shiny mà tôi bắt thôi. Hello Captain. Ui, máy Captain level 29, 227. Chơi nổi không ta? Chơi nổi không? Rồi điếu nổi. Rồi Sida rồi. Sida. Có cái L mà Sida. Hòa 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 hòa. Ui, còn sống, còn sống. Ui hề hề. Mày nhờ. Ok. Sao khúc này hình như hơi ít lên, hơi ít Shiny ha. Nãy giờ tôi vẫn chưa thấy con Shiny này xuất hiện hết. Chiêu. Mà sao con WCYC này cái dạng Shiny của nó nhìn nó cũng không khác gì vậy bình thường hết. Kỳ lạ thiệt. Bạn này level thấp không? Đúng rồi, đúng rồi, cỡ này nè. À, chào đi. Ê, muốn Shiny kìa. Con Shiny đầu tiên. À, con Shiny đầu tiên ở sa mạc chứ không phải Shiny đầu tiên nha. Một con Marowak. Đù. Đây là. Ok, sao nhìn nó không khác gì bình thường hết vậy? Chắc là do cái màu á. Ok, tôi nghĩ là do cái màu xanh này nó chồng lên nên nhìn nó không khác gì bình thường hết. Giờ bắt thử là biết rồi. Bắt gì được không ta? Đương nhiên là đứa được rồi. Ủa, con mẹ nó là 443, đùa nhờ. Ui, ui, con gì vậy? Oh fuck. Thì đứa là mấy thằng cha Pokemon người ta lại làm ra một cái con. Ui, what the f... Ui, ui. Shiny Gibble. Shiny Gibble. Xin lỗi anh em nha, mặc dù là tôi rất là hứng khởi nhưng mà tôi không la lên được. Mà tôi mà la lên là thấy mẹ tôi liền. Shiny Gibble trời ơi. Banh sát, chảy quá. Yes, rồi nó vô luôn, hay quá. Má dễ. Ê. Rồi tôi sẽ quăng trứng vô cho con này. Tôi cầm Marowak và tôi trade level cho mấy con còn lại. Rất hợp lý. Con kia đi spawn rồi. Rồi vậy rồi. Rồi hiện tại là tôi đã có đủ 4 con. Happy. Rồi hiện tại thì tôi đã có 4 con. Tôi nghĩ là bây giờ Pokemon ở sa mạc là đủ rồi đó. Như vậy thì là tôi đã có hệ nước và là hệ đất. Và sau này kiếm bộ tiến hóa thì tôi sẽ có thêm hệ rồng. Bây giờ tôi nghĩ nên kiếm thêm một con hệ cỏ. Hệ cỏ thì bây giờ ở đâu nhỉ? Đương nhiên là ở mấy bãi cỏ rồi. Chờ mấy con bãi cỏ support ra. Mà tôi không chắc nha. Tại chủ yếu ở mấy bãi này là toàn mấy Pokemon hệ thường không à. Không có hệ cỏ. Kiếm bộ tiến hóa càng sớm càng tốt anh em ạ. Mẹ con nó tiến hóa ngầu á. Nó sẽ tiến hóa thành cái gì à? Gachom. Mà Gachom Shiny á. Gachom Shiny. Ủa mà Gachom Shiny màu như nào ta? Ừ, tôi không nhớ nha, tôi không nhớ là mạnh ra trong xe đi mẫu như nào đúng không á. Power Tail. Bên kia cháy rừng kìa. Vậy rồi. Ê, một anh NPC đây rồi. Ê ôi, cổ máy farm level đây rồi. Đúng rồi, anh ơi, anh nằm im đó, để em farm được. Ui, ông này có con chim, chim to quá. Chết mẹ, không được anh em ơi. Ôi, con của tôi nó hệ đậu phộng. Ủa, đi, đây. Nó con Marowak hay đất mà nó qua con chim mày làm sao quýnh. Thầy tôi sẽ sử dụng Wishiwashi Awa Tail. Tát chết mẹ nó. Tát chết mẹ nó, đó, nửa cây luôn. Quá cháy. Mặc dù nó thể nước. Cháy rồi là cháy trời. Rồi con gì tiến hóa nè. Ui, nó Wishiwashi lên một phát lên 39 luôn à. Rồi Gibble tiến hóa. Không. Awa Rin hả. Rồi, thôi. Bài, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tát chết mẹ con này. À đù, ui nó quýnh chết. Ui, rồi sao quý rồi, con mẹ đó. Má còn có một máu. Còn 1% máu mà nó cũng còn sống nữa chứ, khúc này. Ủa không, Phineon tiến hóa hả? À đù, ủa con này tiến hóa được hả ta? Ui, tôi đều biết luôn á. Tôi không nhớ là con này tiến hóa được. Ok, à tiến hóa là con này, Lumineon. Ok.
Thì ra là vậy, chúng ta đã học được kiến thức mới ở trong Pokemon này. Rồi, ơi sao con Gachom nhìn màu nó... À không, Gabay. Màu nó tươi hơn thôi ha. Mẹ màu tươi không, không có mẹ gì mới hết. Đúng vậy nha. Cây Sida. Là con giống của mình hay là con khác ta? À con khác, à con giống của mình, đậu phòng. Tưởng gì chứ, trời. Chơi thêm một con nữa. À không biết là giết con này ra được gì ta. Ủa sao nhìn này béo béo ta. Con này nhìn nó to hơn con của tôi đúng không? Đúng rồi. Nè. Đây, đây. Ồ, mắt con tôi. Ở con của tôi nhỏ hơn. Ok. Nhưng mà chắc chắn là nó mạnh hơn. Đậu xanh mày. Mày xác định rồi. Earthbone. Đó, thấy mẹ mày chưa. Ui, con ghi ra của tôi đây nhìn đích con này nè. Chết bà mà. Ui, má. Đúng. Chủ nào tới nấy. Bây giờ nó nhiễm tính của tôi rồi. Trời. Hello. Ui, nó quyền cái rảnh ở đây. Thằng nào ngu ngu bước xuống cái. Ê, Diglett. Bà mẹ đứng bụi cỏ nãy giờ chưa ra con nào mà qua sa mạc đứng mới đứng rìa thôi mà nó đã xuất hiện một con rồi. Sao mấy con ở đây nó không có Shiny ta? Kỳ cục ấy. Ôi hai con Shiny luôn, đù. Quá nó nhờ như mình hay sao vậy? Không thấy. Bắt. Thôi bắt được luôn, hay. À Gildu, trời ơi tưởng gì, thôi Gildu bỏ đi, Gildu có rồi, Gildu. Gildu bắt hai con chi? Đây, ơi bên này có con khác luôn. Đù. Mới kêu bỏ con này cái con khác xuất hiện ở Golden. Vậy là hôm nay là chỉ có con hệ nước với lại con hệ đá thôi nha. Rồi bắt được luôn. Trời, nó dễ rồi là dễ. Rồi, bây giờ tôi sẽ train level tiến hóa hết đám này cái. Chắc dùng VC YC đi cho nhanh. Ủa cái hang ở dưới nó rối bành xác luôn. Đích thấy gì hết đầu vòng. Rồi Green. Đù, ủa tính ra màu cũng đẹp hết nha. À không. Màu chỉ tối hơn xíu rồi. Vậy là chứ nhìn nó cũng vậy à. Phát. Ok. Rồi xong ra cho mà chúng ta tới là con Diglett. Vậy phật. Diglett với lại Diglett với lại này Cool Golden. Mũi xanh đầu cam này nhìn giống Chopper quá ha. Ba con Chopper chùm lại. Rồi chỉ còn Golden nữa thôi. Golden nó tiến hóa level bao nhiêu nhỉ? Như 40 hả? Tôi không nhớ rõ lắm, tôi ít khi tiến hóa con này. Phải nói đúng là tôi ít bắt con này luôn á. Hạ tiến hóa level này 33. Trời. Chắc hôm nào tôi sẽ ngồi tôi coi lại bảng tiến hóa của mấy con Pokemon. Học lại từ đầu. Rồi đó, chúng ta có một anh bạn Seeking. Đó đúng rồi, Seeking. Rồi xong rồi, à, cưỡi cá trên bờ. Vậy tính ra con này cưỡi nhìn hợp lý phết. À, nhìn giống gì đó. Nó sao cái loạn cưỡi là nhìn y chang cái gì á, độ phong kinh lắm. Nó kỳ lắm. Nguy hiểm vậy là.